Hello everybody, welcome to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá từ cái đầu tiên nha. Sonic Runner. Let's go. Oh my god. Rồi đây rồi. Đây là phiên bản mới update của Sonic 02. Đó là không còn ánh sáng QLED nữa. Ok, let's go. Oh my god. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Sonic Dash. Let's go. được rồi, rất là ngon. Let's go. Oh my gosh, đi rồi. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3, Sonic Runner. Let's go. Mình sẽ vào lại xem. Ok, đang load game rồi. Sonic Runner Adventure. Đây là một tựa game khá là hay nhá. Và tựa game này các bạn phải nhanh mắt một chút, bởi vì là nó chạy rất là nhanh. Wow. Go now. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Sonic 4. Let's go. Okay, let's go. Wow, mình đã vào một, đã vào thấp nhất trong này. Nhưng ok, mình sẽ chiến thắng thôi. Oh my gosh. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ 5, Sonic Racing. Let's go. Okay. 3 vs 3, ok. Oh my gosh. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới gần tiếp theo, Sonic CD. Sega. Sega. Christian Wild Cheese. Ok. Cái này là ôm run run, ok. Rồi, let's go. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Sonic Racing. Let's go. Let's go. Oh my god. Wow. Không lên được, tài thật. Ok. Oh my god. Let's go. Khá là cao, không biết còn cao nữa không. Oh my gosh, đi rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sega. Let's go. Oh my gosh. vò có là phải nhảy lên trên cao, không là sẽ chết ngay. Rồi, ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.